mai túi ba gang cười lưng chim để băng qua rừng sâu núi cao đèn đảo xa nhớ lấy ai ơi. Nhớ lấy ai ơi câu chuyện rằng khẽ ngon đồi vạn to mang túi ba gang cho vào kho. Nhà kia có người em trông đáng thương, người anh tham vọng mua công lời danh. Một hôm cái người em bỗng phất lên bay muôn để đòi khê ngọt tổ tiên. Ăn một khoa khuê chim cha một nền vàng xin hãy nhớ, mai thành tuổi ba gan ngày nay em thế mai sau sẽ trá vàng khơi dài lòng tham anh thêm nhiều tuổi vàng rồi đeo lên. Xây dựa biển khơi san đời anh thăm phố mẹ hay kế hàng đêm. Này em trai yêu dấu của ta, ba mẹ để lại cho chúng ta rất nhiều tài sản, em hãy lấy hết đi và để lại cho anh căn chòi và cây khế này nha. Lấy hết đi, thương em nhất đôi lấy hết đi. Khi đang có tiết chi, lấy giấy bút ra mà chép ghi. Cứ cho chim ăn khế, túi xấu gan đã sẵn sàng. Sao mà anh thông minh thế, giấu hai túi màu đỏ vàng. Lượn trên bầu trời xanh, bay cao bay qua muôn trùng mây. Dạo quanh cung này chim, bay nửa ngày mới tới chỗ đấy. Xung quanh toàn là đá, bỏ vào túi sẽ hóa thành vàng. Ôi thật là tiếc quá, chiếc này về ta giàu nhất làng. Mai túi ba gan, mai túi ba gan cười lượn chim để băng qua rừng sâu núi cao đèn đảo xa nhớ lấy ai ơi. Nhớ lấy ai ơi câu chuyện rằng khẽ ngon đồi vạn to mang túi ba gan cho vào kho. Nhà kia có người em trông đáng thương, người anh tham vọng mua công lời danh. Một hôm cái người em bóng phất lên bay muông để đòi khê ngọt tổ tiên. Ăn một khoa khuê chim cha một nền vàng xin hãy nhớ, mai thành tuổi ba gan ngày nay em thế mai sau sẽ trá vàng khơi dài lòng tham anh thêm nhiều tuổi vàng rồi đeo lên. Xây dựa biển khơi san đời anh thăm phố mẹ hay kế hàng đêm. Ăn một khoa khuê chim cha một nền vàng xin hãy nhớ, mai thành tuổi ba vàng rồi đeo lên. Xây dựa biển khơi san đời anh thăm phố mẹ hay kế hàng đêm. Ăn một khoa khuê chim cha một nền vàng xin hãy nhớ, mai thành tuổi ba gan ngày nay em thế mai sau sẽ trá vàng khơi dài lòng tham anh thêm nhiều tuổi vàng rồi đeo lên. Xây dựa biển khơi san đời anh thăm phố mẹ hay kế hàng đêm. Ăn một khoa khuê cho cục vàng mấy túi ba gan ra mà đựng, người em thì để dân làng, người anh thì tham lam lười học, đeo thêm nhiều vàng ở trên người, quá sức chim không thể bay được. Khi giữa biển khơi biết đâu tìm, tham lam nên nhận được bài học. Đừng như người anh tham lam kia, dành thêm phần hơn trong phân chia. Ta phải sống thật tử tế đàng hoàng, như người em trong chuyện anh khế trả vàng. Khế ngon đôi vàng to,